Vy đang sử dụng dịch vụ chết lông bệnh viện tại thẩm mỹ Jolie Clinic ạ. Sau một liệu trình thì các nang lông sẽ không còn tồn tại nữa và giúp cho làn da trắng sáng, mịn màng hơn, sẽ khít lỗ chân lông, giúp cho các bạn tự tin diện những bộ cánh cọc này, những cái chân váy ngắn này hoặc quần sóc này, hoặc mặc bikini khi đi tắm biển này, thì tất cả các bạn sẽ tự tin hơn. Thẩm mỹ Jolie Clinic hiện tại có đầy đủ hết các cái dịch vụ làm đẹp, từ phẫu thuật thẩm mỹ, nâng mũi, độn cằm, nhấn mí, cắt cung chân mày, tạo má lún bằng tiền, hay là điều trị da chuyên sâu, xóa xăm, xóa chằm bớt, điều trị nám, tàn nhang, đồi mồi, mụn thịt, trị sẹo rỗ, sẹo lồi, phun xăm thẩm mỹ, hay là giảm béo bụng, tiêm giảm béo, truyền trắng, tiêm filler vào tóc này, là điều trị hôi nách một lần khỏi bệnh viện, điều trị hôi chân cũng một lần khỏi bệnh viện, và điều trị viêm xoang nữa. Các bạn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ làm đẹp thì cứ đến thẳng Jolie Clinic gặp Jolie nhé.